Tinh dầu chanh có tác dụng chống nhiễm trùng, làm xe khích lỗ chân lông, giải độc, sát khuẩn, khử trùng và kháng nấm. Tinh dầu chanh được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, từ làm sạch cơ thể, gia đình đến dược phẩm. Bên cạnh đó, phải nhắc đến một ứng dụng khá là quan trọng của tinh dầu chanh, đó là làm tăng hương vị cho các thức uống hoặc là thức ăn yêu thích của bạn. Tinh dầu chanh kết hợp tốt với nhiều loại tinh dầu khác như là tinh dầu hoa ải hương, tinh dầu hoa hồng, tinh dầu gỗ đinh hương, tinh dầu bạc hà, tinh dầu trà, tạo nên những mùi hương có tính ứng dụng cao và rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống. Với những công dụng tuyệt vời đó, công ty chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng hai loại tinh dầu chanh như sau, đó là tinh dầu chanh tươi và tinh dầu chanh muối. Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để có được hai loại tinh dầu chanh với chất lượng và giá cả tốt nhất.